tiengchung.vn xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng học về từ vựng hàng hóa và cửa khẩu. Đầu tiên chúng ta có Sản phẩm, hàng hóa, giá cả. Giá cả hàng hóa. Định giá. Số lượng, số lượng. Chất lượng, chất lượng. Ưu đãi, giá cả. Giá ưu đãi. Chuán chí cảng, cảng đăng ký tàu thuyền. Chuán chí cảng. Chín khẩu, nhập khẩu. Sư trọng, thị trường. Chín khẩu, sư trọng, thị trường nhập khẩu. Chu khẩu, xuất khẩu. Chu khẩu, hàng, xuất khẩu. Chín khẩu, nhập khẩu. Hàng hóa, mặt hàng. Hàng hóa nhập khẩu hoặc là mặt hàng nhập khẩu. Hàng hóa xuất khẩu. Chin khẩu, nhập khẩu. Hàng. Chin khẩu, hàng, nhập khẩu. Chin khẩu, Chu khẩu, xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu. Sư chia thế giới. Mậu dịch. Trung tâm. Trung tâm mậu dịch thế giới. Quốc tế. Mậu dịch. Trung tâm. Trung tâm mậu dịch quốc tế. Trung tâm mậu dịch hoặc trung tâm thương mại. Ngoại mậu, ngoại thương. Trung tâm. Trung tâm ngoại thương. Biên giới. Mậu dịch. Trung tâm. Trung tâm mậu dịch biên giới. Hàng hóa. Giao dịch. Hội chợ. Hội chợ giao dịch hàng hóa. Chin khẩu. Nhập khẩu. Thuế. Thuế nhập khẩu. Chu khẩu s税, thuế xuất khẩu. Bản quốc chế tạo, sản xuất trong nước sản xuất. Đặc sản. Hàng đặc sản. Tiếp theo. Thú sản có nghĩa là thổ sản. Hàng thổ sản. Nông sản. Hàng xuất sản. Chu khẩu的制造品, hàng sản xuất để xuất khẩu. Chu khẩu的制造品. Công nghệ mỹ thuật品, hàng thủ công mỹ nghệ. Ngoại quốc sản phẩm.
hàng ngoại. 外国商品 重工业品 重工业品 hàng công nghiệp nặng. Trong đó trung có nghĩa là nặng, công nghệ công nghiệp, phẩm là hàng hóa sản phẩm, trung công nghệ phẩm hàng công nghiệp nặng, chín công nghệ phẩm, chín công nghệ phẩm hàng công nghiệp nhẹ, chín công nghệ phẩm, xuất khẩu hạng mục, xuất khẩu nhập khẩu, hạng mục hạng mục, xuất khẩu hạng mục hạng mục nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu, miễn thuế miễn thuế xuất khẩu nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu miễn thuế nhập khẩu, miễn thuế xuất khẩu, gián tiếp xuất khẩu, gián tiếp gián tiếp xuất khẩu nhập khẩu, gián tiếp xuất khẩu gián tiếp nhập khẩu, trực tiếp xuất khẩu, trực tiếp xuất khẩu nhập khẩu, trực tiếp xuất khẩu trực tiếp nhập khẩu, xuất khẩu ứa, xuất khẩu ứa. Chúng ta có từ ứa nghĩa là kim ngạch, mức, xuất khẩu ứa mức nhập khẩu, hay có thể hiểu là kim ngạch nhập khẩu, xuất khẩu ứa. Xuất khẩu cảng, cảng có nghĩa là cảng, cảng biển, xuất khẩu cảng, cảng nhập khẩu, thông sang khẩu an, thông sang khẩu an, thông sang trực tiếp theo âm Hán Việt có nghĩa là thông thương, khẩu an cửa khẩu, thông sang khẩu an cửa khẩu thông thương, cửa khẩu thương mại, trang khổ khẩu an, trang khổ có nghĩa là xếp hàng, khẩu an cửa khẩu cảng, trang khổ khẩu an cảng xếp hàng, thế giới, thị trường, thị trường thế giới, hải ngoại ngoài nước, thị trường, hải ngoại thị trường ngoài nước, hải ngoại trung gian mậu y, trung gian mậu y, trung gian có nghĩa là trung gian, trung gian mậu y thương mại qua trung gian, biên cương mậu y, biên cương mậu y thương mại biên giới, hải vận mậu y, hải vận có nghĩa là vận chuyển qua đường biển, hải vận mậu y thương mại đường biển, tự do cảng, tự do cảng, cảng tự do, chu pha cảng, cảng xuất phát. Và trên đây là một số từ vựng về hàng hóa và cửa khẩu. Tiếng Trung.vn chúc các bạn học tiếng Trung thành công.